Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là một người dùng MacBook và để có thể dùng MacBook một cách hiệu quả thì mình luôn tìm những cái phương pháp cũng như là những cách thức để có thể hỗ trợ mình, để có thể giúp mình làm công việc cũng như là cách thức dùng MacBook một cách tốt hơn. Nên vì thế mình đã có những video trước chia sẻ về cách làm thế nào mình dùng MacBook hiệu quả và video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người làm thế nào để có thể dùng được MacBook hiệu quả, chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái ứng dụng mà mình hay dùng hàng ngày. Và nếu như bạn là một người dùng MacBook thì mình tin rằng video này sẽ hữu ích đối với bạn đấy. Ok, bắt đầu video thôi. Phần đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là một cái gọi là Live Caption của Google Chrome. Thì với cái tiện ích này thì là chúng ta sẽ có được cái Live Caption của tiếng Anh. Khi mà chúng ta xem các video liên quan đến người nước ngoài mà họ nói tiếng Anh á, thì nó sẽ hiện một cái phần nhỏ nhỏ ở bên dưới, hiện ra cái phần subtitle của nó. Thì không cần biết rằng là cái video, cái nguồn phát video nó ở đâu. Có thể là trên YouTube, có thể là trên Discord, có thể là trên Twitter, hoặc là mình đang online meeting với một người nào đấy thì nó cũng sẽ hiện caption. Thì nó để giúp cho chúng ta có thể biết được rằng là người ta đang nói những cái gì. Miễn là họ đang nói tiếng Anh và chúng ta dùng Google Chrome thì nó có thể hiện được cái live caption ở bên dưới để mình cho mọi người xem. Ok, thì để bật được tính năng live caption ấy, các bạn sẽ vào trong cái phần Google Chrome này, sau đấy vào cái phần setting, rồi thì chọn vào phần accessibility. Đây nó có cái phần là live caption thì các bạn bật cái này lên. Ở đây mình đã bật sẵn rồi. Nên bây giờ khi mà mình xem một video liên quan đến tiếng Anh, ví dụ như mình đang xem YouTube chẳng hạn, mà mình không bật cái caption ở đây ha. Cái chỗ này có thể bật caption hoặc không nhưng mà cái đấy không quan trọng lắm. Thì đó, mọi người thấy là khi mà cái chị ấy nói thì nó sẽ hiển thị lên trên màn hình của mình tất cả những cái gì mà chị ấy nói. Thì với những video mà người ta nói tiếng Anh á thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình và chúng ta có thể dễ dàng biết là họ đang nói cái gì. Không chỉ có YouTube thì chúng ta có thể xem ở những cái video khác, ở trên những cái nền tảng khác. Ví dụ như này mình đang bật Twitter thì khi mà mình bấm cái nút này, người ta nói tiếng Anh nó cũng sẽ hiển thị lên trên trên cái box màu đen này đó, mọi người thấy không? Nó sẽ hiển thị tiếng Anh lên trên này, miễn sao họ nói đúng. Đôi khi thì chúng ta không cần phải nhìn tất cả những phần ở trên này thì đôi khi nó có thể không chính xác hoàn toàn, nhưng mà miễn sao là một số các keyword chúng ta nghe được, hoặc là đôi khi chúng ta bị miss một số từ, bị bỏ lỡ một số từ, chúng ta có thể nhìn lên trên này xem họ nói gì. Thì cũng là cách để hỗ trợ chúng ta học tiếng Anh cũng như là nghe tiếng Anh người khác nói. Và ví dụ như chẳng may các bạn tắt cái này đi nha, ví dụ khi mà đang dùng chẳng may chúng ta tắt nó đi và không thấy cái box màu đen nữa thì sẽ quay lại cái phần setting accessibility và tắt nó đi xong bật lại. Thì đó, thì nó tiếp tục, nó sẽ hiện ra cái box màu đen này và chúng ta có thể tiếp tục xem là họ đang nói cái gì. Ok, mọi người có thể thấy ở đây mình đang chuẩn bị join vào một cuộc họp, tham gia một cuộc họp trên Zoom. Thì chúng ta sẽ bấm khởi chạy cuộc họp, nhưng mà nó sẽ hỏi là có mở ứng dụng Zoom hay không. Thì chúng ta sẽ chọn là không và tham gia từ trình duyệt của bạn. Thì khi tham gia từ trình duyệt của bạn này, chúng ta có thể bật được cái live caption bởi vì nó là tính năng của Google Chrome. Thì chúng ta phải tham gia từ Google Chrome. Ok, mình đang tham gia một cuộc họp. Trên màn hình các bạn sẽ thấy là mình đang kết nối từ một máy tính khác và bây giờ thì mình sẽ nói tiếng Anh ở bên máy tính đấy. Thì bên này nó sẽ hiện cái live caption. Hello, hello. Ok, so as long as you speak English and everything you say will be shown on the screen right now. So you can see here, everything I say, it will show. Đó, thì các bạn có thể thấy là chỗ này mình nói cái gì thì nó sẽ hiển thị ra phần đấy. Thì nếu mà mình đang nói chuyện với một người nước ngoài thì nó cực kỳ là hữu ích. Đặc biệt là người ta dùng tiếng Anh và mình tham gia từ Google Chrome thì nó sẽ hiển thị ở bên dưới cái box màu đen này. Đó, thì chúng ta có thể tham gia từ Meet, chúng ta có thể tham gia từ Google Meet hoặc là Microsoft Meet. Thì tất cả những cái đấy miễn sao là chúng ta dùng Google Chrome và người đối diện nói tiếng Anh thì nó sẽ hiển thị ở trên cái box màu đen này. Phần thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người là một phần mềm tên là Sidekick. Thì ở phần trước, ở phần 2 mình đã chia sẻ với mọi người về cái Single Box. Thì đây là một ứng dụng để có thể gom được tất cả các cái ứng dụng chat cũng như là một số cái ứng dụng khác vào trong cùng một chỗ để có thể quản lý tập trung hơn. Thì ngoài cái Single Box ra thì mình thấy có nhiều người dùng Sidekick nên mình cũng đã sử dụng phần mềm này và mình thấy là nó cũng khá là tiện cho bản thân mình. Thì nếu như bạn cảm thấy Single Box nó không phù hợp thì có thể chuyển sang dùng Sidekick. Thì về bản chất thì hai ứng dụng này nó đều quản lý các cái ứng dụng khác trên cùng một cái. Thì mình có thể quản lý tập trung hơn, mình có thể chat dễ dàng hơn. Ví dụ chat Messenger, chat Zalo, Telegram, Discord, tất cả các thứ nó gom hết lại vào chung một chỗ.
Và khi mình cần tìm ấy, hoặc là khi mình cần chuyển đổi ứng dụng thì mình chỉ cần vào đây và mình chuyển đổi giữa các ứng dụng thôi, thì nó sẽ nhanh chóng và nó đỡ bị rời rạc giữa các ứng dụng với nhau. Khi mà mình cần tìm thì nó sẽ dễ dàng nhanh chóng tìm ra các ứng dụng đấy. Mình sẽ bắt đầu vào sidekick ở đây. Rồi thì đây chính là cái sidekick. Thì mọi người thấy ở bên trái này có rất là nhiều ứng dụng, ví dụ Telegram, ví dụ như Skype, hoặc là WhatsApp, hoặc là Discord ở đây, hoặc là Slack. Thì có thể thêm được rất là nhiều ứng dụng ở trong này: Figma, Facebook, Dropbox, Instagram, LinkedIn. Đó, thì mình muốn dùng cái gì thì mình thêm vào. Rồi mình thêm Tweetback chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ thêm vào bên dưới này. Thì thay vì cái việc chúng ta mở Slack, chúng ta mở WhatsApp, chúng ta mở từng ứng dụng con này một cách độc lập, thì có thể gom hết tất cả vào đây và chỉ việc mở trên cái sidekick này thôi. Rất là tiện lợi để khi mà chúng ta dùng thì chúng ta không cần phải mở quá nhiều thứ nữa mà chỉ tập trung vào trong này thôi. Phần thứ ba mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là cái phần mềm tên là PDF Gear trên macOS. Thì cái phần mềm này đôi khi chúng ta cần phải chuyển đổi từ Word sang PDF hoặc là từ PDF về Word. Ngoài ra nữa thì ứng dụng này còn rất là nhiều những cái cách thức chuyển đổi khác, nhưng mà chủ yếu thì mình dùng từ Word sang PDF và từ PDF sang Word thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở phần mềm PDF Gear lên. Thì khi mở lên thì sẽ có giao diện như thế này. Mọi người thấy ở đây có rất là nhiều các cái công cụ, từ PDF sang Word, từ Word to PDF, rồi thì Excel to PDF. Thì chủ yếu là mình dùng PDF to Word và Word sang PDF thôi. Ví dụ ở đây mình đang có một cái file PDF tên là sample. Thì nó chỉ có những cái text cơ bản thôi, có hai trang, trang 1 và trang 2. Thì bây giờ mình sẽ thử chuyển đổi từ PDF sang Word xem nó hiển thị như thế nào nhé. PDF to Word này, đây mình đã thêm sẵn cái sample.pdf vào đây rồi. Thì mình sẽ cho từ 1 đến 2, bây giờ mình sẽ thử convert. Đợi một chút thì nó sẽ convert xong, rồi ok, nó đã convert xong rồi. Thì mình sẽ mở cái Word đấy lên cho mọi người xem. Thì đây là cái phần mà nó đã convert sang. Đây mọi người so sánh ha. Đó, thì có vẻ như là mọi thứ khá là ok. Thì đây là chuyển đổi đơn giản. Chắc là từ text sang bên text thì nó sẽ chuyển đổi dễ dàng hơn. Và ví dụ như có hình ảnh thì có thể nó sẽ bị lệch một chút. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng có một cái công cụ để chuyển đổi từ PDF sang Word, cũng như là từ Word sang PDF. Thì nó sẽ dễ dàng để chúng ta cần, đôi khi chúng ta cần convert một cái gì đấy thì nó sẽ tiện dụng. Nếu bạn là một người dùng Mac OS thì chắc chắn là bạn sẽ gặp cái tình huống khi mà mình mở nhiều cửa sổ của ứng dụng. Ví dụ như là Google Chrome chẳng hạn, thì mình mở hai profile, đôi khi là mình mở luôn cả ẩn danh của những cái profile đấy. Thành ra nó có 3 đến 4 cửa sổ của Google Chrome. Và mỗi lần mà mình click vào cái button của cái icon của Google Chrome ấy, thì nó chỉ hiện ra một cửa sổ thôi. Mình không biết làm nào để mình chuyển đổi giữa các cửa sổ này. Ở bài trước, ở cái video trước mình đã chia sẻ là mình có thể dùng Command trừ cũng như là dùng phần mềm Alt Tab. Thì nếu như bạn nào chưa xem video thì có thể xem lại video phần 2, mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả. Nhưng mà trong video này mình muốn chia sẻ với mọi người thêm một phần nữa để mình có thể quản lý được cái cửa sổ một cách tốt hơn. Cái đấy nó gọi là App Expose trên macOS. Thì khi mình dùng cái App Expose này thì nó sẽ hiện ra chỉ toàn cửa sổ của cái Google Chrome thôi, hoặc là các ứng dụng khác cũng tương tự. Miễn sao nó cùng trên cùng một ứng dụng và nó có nhiều cửa sổ thì mình có thể quản lý nó dễ dàng hơn và mình chuyển đổi nó cực kỳ nhanh chóng, thay vì việc dùng Command chờ hay là dùng Alt Tab như ở bài trước mình đã chia sẻ. Rồi, như mọi người có thể thấy ở đây trên màn hình của mình đang mở 4 cửa sổ của Google Chrome. Thứ nhất là mình đang đọc báo ở dân trí này. Sau đấy thì mình đọc báo VN Express. Mình mở một tab của Google, mình mở một cửa sổ ứng dụng của Google và cái còn lại là của báo Thanh Niên. Thì như mọi người thấy là khi mà mình chuyển đổi giữa các cái cửa sổ với nhau, mình tìm nó rất là khó. Đấy, thì khi mà mình vuốt 4 ngón tay từ dưới lên trên nó hiện ra như này, nhưng mà nó cũng rất là khó để quản lý. Trong cái lúc mà làm việc mình sẽ mở nhiều các cái cửa sổ của cùng một ứng dụng Chrome như thế này, và cứ mỗi lần mình tìm thì mình lại xem nó ở chỗ nào. Rồi thì mặc dù là mình đã nhóm các ứng dụng lại ở đây rồi và nó cũng hiển thị khá là chi tiết, nhưng mà đôi khi mình vẫn thấy nó hơi khó chịu một chút. Thì mọi người có thể bật cái tính năng được gọi là App Expose trên macOS. Thì các bạn vào phần trong phần checkpad ở đây thì vào cái phần More Gadgets thì bật cái App Expose này lên. Thì ở đây nó có hai lựa chọn, một cái là có thể dùng 3 ngón tay và 4 ngón tay. Mình thì đang dùng 4 ngón tay. Thì khi mà mình dùng 4 ngón tay, bây giờ mình sẽ bắt đầu vuốt 4 ngón tay từ bên trên xuống bên dưới ha. Đó, mọi người thấy là nó sẽ hiển thị 4 cửa sổ của Windows, 4 cửa sổ của Google Chrome lên trên màn hình của mình. Và mình nhìn nó trực quan là nó là cái gì và mình có thể click trực tiếp vào đấy để hiển thị luôn. Ví dụ chỗ này dân trí chẳng hạn, bấm vào đây, chắc chắn nó là dân trí rồi đúng không? Nhìn rất là trực quan. Thay vì cái việc là nếu như các bạn vuốt 4 ngón tay từ dưới lên trên á
thì nó sẽ hiện như này, thì mình cũng không nhìn được là nội dung bên trong nó là gì, có phải là cái mình cần chọn hay không. Và nếu như màn hình của mình mà hiển thị những cái ứng dụng khác trên màn hình ấy, nó cực kỳ là loạn và mình không biết là nó ở đâu, thì với cái app Expose này thì nó chỉ hiển thị ra các cửa sổ của Google Chrome thôi. Ở đây rất là tiện dụng, 4-5 cái hay là 6 cái thì mình cũng có thể chọn nó một cách nhanh chóng được, thay vì cái việc là nó hiển thị toàn bộ trên màn hình và mình chọn, lựa chọn nó rất là khó và mình không biết nó ở đâu. Mỗi lần mình đi tìm thì cực kỳ là mất thời gian. Nên với cái app Expose này nó hỗ trợ mình rất là nhiều và mình có thể chọn trực tiếp và nhìn thấy ngay nó đang hiển thị cái gì. Ngoài Google Chrome thì chúng ta cũng có thể dùng những cái khác, ví dụ như là Finder hoặc là Firefox hoặc là bất kể một cái gì đấy chẳng hạn, thì nó đều có cái app Expose này, miễn sao nó cùng một ứng dụng thì nó có thể mở lên cùng một cửa sổ như thế này và hiển thị toàn bộ cửa sổ lên và chúng ta có thể lựa chọn một cách đơn giản. Phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với mọi người thì nếu như bạn là một người dùng màn hình gắn ngoài, mình là một người dùng thêm một màn hình phụ ở bên ngoài, thì khi mà mình dùng màn hình phụ này có một vấn đề, đấy là mình không thể kiểm soát được cái ánh sáng của màn hình đấy. Mình hay làm việc trong buổi đêm nên đôi khi mình cần phải chỉnh ánh sáng của màn hình thì mình lại phải chúi xuống bên dưới màn hình để mình chỉnh mấy cái nút của nó, xong rồi chỉnh tăng độ sáng, giảm độ sáng các thứ, nó rất là bất tiện cho mình. Thì có một cái phần mềm trên macOS tên là Monitor Control, thì mình có thể điều khiển được cái ánh sáng của màn hình gắn ngoài bằng cách là mình dùng cái phím F1, F2 cũng như cách mà mình chuyển, cũng như cách mà mình đang dùng để mình quản lý cái độ sáng màn hình ở trên macOS, nhưng mà mình có thể dùng được luôn cả bên màn hình gắn ngoài nữa, cực kỳ tiện. Nhưng mà có thể thấy ở đây mình đang có 3 màn hình MacBook của mình, màn hình iPad và màn hình gắn ngoài. Thì bình thường khi mà mình muốn điều khiển ánh sáng màn hình của màn hình gắn ngoài ấy, mình lại phải thò tay xuống bên dưới cái phần bên dưới này, sau đấy thì mình chỉnh những cái nút để nó có thể chỉnh được ánh sáng của nó, thì nó rất là bất tiện. Thì nó khá là bất tiện nên là mình không muốn dùng như vậy, thì mình có thể mở thêm một cái nó gọi là Monitor Control. Thì ở đây mọi người có thể tìm một cái gọi là Monitor Control ở đây. Thì khi mà mình điều khiển, bình thường khi chúng ta sẽ bấm F1 và F2 ở trên MacBook để có thể điều khiển được mà độ sáng màn hình. Ví dụ đây mình đang để chơi của mình ở MacBook chẳng hạn, thì mình có thể chuyển nó về tối thui. Nhưng mà khi mà mình sang bên màn hình gắn ngoài này, mình cũng có thể chỉnh được như thế với cái nút tắt tương tự, thì mình có thể chuyển nó về tối, cũng như là màn hình ở bên iPad mình cũng có thể điều khiển được luôn. Đó, mọi người có thể thấy là màn hình nó sẽ tối dần. Còn nếu như mà khi mà mình tắt cái ứng dụng này đi ấy, thì khi mà mình bấm F1, F2 thì nó chỉ điều khiển cái ánh sáng ở bên MacBook của mình thôi, chứ nó không điều khiển ánh sáng ở bên màn hình gắn ngoài được. Khi mình bấm thì nó chỉ điều khiển ánh sáng ở MacBook thôi. Còn nếu mình bật nó lên thì mình có thể chuyển sang các màn hình tương ứng và mình điều chỉnh được độ sáng. Thì nó cực kỳ là cần thiết cho mình khi mà mình làm việc ở buổi đêm, mình có thể chỉnh ánh sáng một cách dễ dàng hơn, thay vì việc là dùng các cái nút ở bên dưới của màn hình hay là phải chỉnh vào trong iPad. Chỉnh của iPad thì nó khá là bất tiện. Rồi thì đó là 5 kinh nghiệm mà mình dùng MacBook muốn chia sẻ với mọi người. Thì ngoài ra thì mình có 2 video trước mình đã làm, thì các bạn có thể tìm kiếm sử dụng MacBook hiệu quả Đinh Hiếu thì nó sẽ ra các phần trước của mình. Ở đây mình có đã làm 2 phần trước rồi, đây là phần 1 và đây là phần 2. Thì nó cũng bao gồm các cái kinh nghiệm khi mà mình sử dụng MacBook. Thì mình nghĩ rằng các bạn có thể tham khảo để sử dụng MacBook một cách hiệu quả và tốt hơn. Rồi thì nếu như các bạn có câu hỏi nào thì có thể để lại phần bên dưới phần bình luận, mình đọc tất cả các bình luận của các bạn. Và nếu như video của mình hay thì cho mình xin một like và một subscribe, và mình sẽ tiếp tục làm các video chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình khi mình dùng MacBook. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Bye bye.